Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Trà Vinh, đơn vị đang tạm giữ hình sự nghi can lại thế việc 21 tuổi, ngụ xã Tam Hương, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng để điều tra về hành vi dùng súng cướp tiệm vàng tại khóm 3 thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành. Đối tượng còn lại trên đường tẩu thoát bị tai nạn giao thông ở khu vực xã Bình Phú, huyện Càng Long và tử vong tại chỗ. Qua làm việc bước đầu, việc khai nhận có quen biết từ trước. Vào chiều 30 tháng 11, việc cùng Huỳnh Hải Quang, 37 tuổi, ngụ khóm 9, phường 4, thành phố Trà Vinh, mang hai khẩu súng đi trên xe mô tô tìm nơi cướp tài sản. Khoảng 18 giờ cùng ngày, hai đối tượng tới tiệm vàng Mỹ Trang thuộc khóm 3, thị trấn Châu Thành để cướp. Khi bị phát hiện, Quang nổ súng vào người bà B, chủ tiệm vàng làm bà B bị thương và dùng vật cứng đập vỡ tủ kính, cướp một lượng lớn vàng rồi cả hai lên xe tẩu thoát. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Trà Vinh thu giữ hai khẩu súng, 75 viên đạn chì, một xe mô tô, nhiều tăng vật và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.